Hôm nay mình ra bãi rồi các bạn nhé. Hôm nay chơi con lại mới lắp con lại con 4m2 các bạn nhé. Và với bộ dàn 6 là 5 quả các bạn nhé. Mà mới lại chỉnh âm lại nhưng mà hôm nay là chơi thử xem là âm thế nào các bạn nhé. Đây, gió khá là tốt các bạn ạ. Đây, Khương đang rải dây đấy các bạn nhé. Mấy con diều vô mây hết rồi các bạn nhé. Hôm nay trời hơi mù mù phía trên các bạn ạ. Đây, nhà đi đâm các bạn nhé. Rồi, bây giờ là Bảo Khánh đâm các bạn nhé. Gió này khá đẹp. Đấy, bộ áo luôn. Rồi, đứng đó thôi. Đứng đó đâm là được rồi. Mở màng nó phát. Lên luôn nào. Lên luôn nào. Lên. Từ từ. Rồi, Bảo Khánh đâm các bạn. Lên nào các bạn. Cứu thật. Cứu bài luôn. Mình đặt lại gốc dừa các bạn nhá. Nó vồng xuống các bạn. Lấp lúa trong mây rồi các bạn nhá. Lấp lúa trong mây. Ok. Cảm thấy có nặng các bạn nhé, nặng lắm. Nãy giờ nó cứ cầm các bạn. Nặng không nặng? Hả? Nặng chứ không nặng. Đấy bạn này. Đâu ghi người đi. Các bạn thấy chưa? Bố cáo đi rồi ra tay. Bung đi được. Để tôi bung. Để tắm đi ra đây. Đó. Bung nhá. Bây giờ bung các bạn nhá. Bên kia cho anh cầm. Nam Nguyên ra đây. Nam không? Nam bắt đầu Việt ra đó. À. Ra chơi con Nam lại chơi gốc. Chơi con Nam với Kinh này. Chơi con Nam lại chơi gốc này, con thì nó mới chơi. À. Kéo dài nhỉ các bạn ơi. Kéo 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 dài một phát từ bên kia ra đây các bạn. Con nhả đó. Ok, mình đã cho nó vào gốc cây rồi các bạn nhé. Có treo thì sẽ đào quá. À, chà. Nhớ như bây giờ mà con tôi có chúng là phải con tôi lớn không không ạ? Bình chứng nhỉ? Chui vào mây luôn các bạn, không thấy gì luôn. Ui trời, vào mây luôn rồi các bạn nhé. Đây này. Các bạn này, mà cái dây của mình này dây trắng là nên là khó thấy lắm. Đấy các bạn này. Đây các bạn nhé, cái dây mình dây trắng mình khó thấy lắm. Đây. Ui. Đây, bạn nghe tiếng dây.